Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ đã không còn đối thủ nào ngang tầm với họ. Từ đó đến nay, trật tự thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu đã khiến họ trở nên chủ quan. Sự trỗi dậy của Nga cũng không khiến Mỹ phải bận tâm. Họ chỉ coi Nga là cường quốc trong khu vực, chứ không phải là của thế giới. Sự kiện xung đột Nga-Ukraine như một cú tát vào cái tôi to lớn đó của Mỹ. Giờ đây, phương Tây không còn nắm được nội tình nước Nga nữa. Trong khi đó, Vladimir Putin lại là một bậc thầy trong việc khiến cho phương Tây luôn căng thẳng. Muốn xử lý các vấn đề liên quan tới Nga thì phương Tây phải hiểu Vladimir Putin. Nhưng có lẽ từ trước tới nay, họ đã đánh giá sai về Putin, một Peter đại đế của Nga thời hiện đại. Trong giai đoạn hỗn mang và đầy tội phạm của thành phố Saint Petersburg thời hậu Xô Viết những năm 1990, khi đó Putin còn là phó thị trưởng, ông đã chọn treo trên tường văn phòng của mình một bức chân dung của vị sao hoàng Peter đại đế. Ông là người có tư duy hiện đại, người đã xây dựng thành phố Saint Petersburg thành cửa sổ hướng Tây của nước Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Putin đã hân hoan trước sự suy tàn của chủ nghĩa tự do kiểu phương Tây và việc phương Tây không còn đón nhận một cách bền vững chủ nghĩa đa văn hóa. Khi được hỏi rằng ông đã ngưỡng mộ nhà lãnh đạo thế giới nào nhất, Putin đã trả lời một cách không do dự, Peter Đại Đế. Ông ấy vẫn sống miễn là lý tưởng của ông ấy vẫn còn sống. Dù có bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Peter Đại Đế đến đâu, Putin trên thực tế đã tự biến mình thành một sa hoàng trong lòng công chúng. Thứ tôn giáo của ông là những màn thể hiện quyền lực của một siêu cường mà trong đó sức mạnh chính là tín điều của ông. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2018, Vladimir Putin đã trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của nước Nga kể từ thời Joseph Stalin. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian cầm quyền của mình, Putin chưa bao giờ tự hào phô diễn điều đó. Không có diễu hành hay pháo hoa, không có những bức tượng mạ vàng hay những màn trình diễn tên lửa hạt nhân ở quảng trường đỏ. Với Putin, những điều đó không quan trọng bằng mục tiêu đưa nước Nga trở lại vị thế trước đây. Có người cho rằng khi ông Putin kéo dài sự cầm quyền của mình thì ông sẽ phải đối mặt với nghịch lý. Theo đó, thời gian nắm quyền càng dài thì cảm giác bất an càng lớn. Thế nhưng bất an chưa bao giờ là một từ chuẩn trong câu chuyện này. Putin đã bước sang năm thứ 21 với tư cách là nhà lãnh đạo nước Nga và theo một cách nào đó đã trở thành hình mẫu lãnh đạo toàn cầu cho một kỷ nguyên mới. Vào những năm đầu của thế kỷ này, khi làn sóng dân chủ hóa hậu Xô Viết dường như vẫn còn mạnh mẽ, Putin đã đảo ngược con đường của nước Nga, khôi phục quyền lực tập trung vào Điện Kremlin cũng như vị thế của nước Nga trên thế giới. Ngày nay, Mỹ và châu Âu vẫn xem Putin là một kẻ phản diện đáng bị trừng phạt và bị tẩy chay vì đã xâm lược hai nước láng giềng, Georgia và Ukraine. Sự can thiệp quân sự của Putin vào cuộc nội chiến ở Syria đã giúp cứu vãn chế độ Bashar al-Assad, biến Putin trở thành người Nga quan trọng nhất ở Trung Đông. Liên minh ngày càng chặt chẽ của Nga với Trung Quốc đã giúp mở ra một kỷ nguyên mới của cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc với Mỹ. Cuối cùng, có vẻ như Putin đã mang lại một thế giới đa cực mà ông hằng mơ ước kể từ khi lên nắm quyền. Với tất cả những điều mà ông đã làm được khi bây giờ ông mới 70 tuổi, dường như còn đủ mạnh mẽ, khỏe mạnh, tinh thông và có khả năng cầm quyền trong nhiều năm nữa. Nhưng dù Putin có trở thành một sa hoàng hiện đại, thì ông cũng không phải là một người toàn năng, toàn quyền như ông thường được miêu tả trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Ông là một nhà lãnh đạo dân cử và nhiệm kỳ mới nhất của ông sẽ kết thúc vào năm 2024. Khi theo hiến pháp, ông buộc phải nghỉ hưu, trừ khi ông thay đổi hiến pháp một lần nữa để kéo dài nhiệm kỳ của mình. Đây là một khả năng mà Điện Kremlin đã nhiều lần đề cập. Trong quá trình cai trị lâu dài đầy biến cố và khó tưởng tượng của Putin đã có những thời điểm bất định. Ở Nga, sự trì trệ không còn là từ miêu tả thời kỳ hậu Xô Viết. Nó ngày càng là một từ thường được sử dụng để công kích Putin và tình trạng của đất nước. Vốn bị bao vây bởi tham nhũng, các lệnh trừng phạt, sự lạc hậu về kinh tế và một chương trình không rõ ràng để giải quyết tất cả những vấn đề này. Vào cuối năm 2018, cựu Bộ trưởng Tài chính của Putin Alexei Kudrin nói rằng nền kinh tế Nga đang sa lầy và hố trì trệ nghiêm trọng. Bởi vậy, độ tín nhiệm của người dân đối với Putin ở thời điểm đó đã giảm rất sâu. Vào năm 2012, khi Putin trở lại nhiệm kỳ Tổng thống sau một thời gian gián đoạn trên cương vị Thủ tướng để tuân thủ các quy định của Hiến pháp, ông đã được chào đón bằng một cuộc biểu tình lớn. Trên trường quốc tế, Putin thường phản ứng gay gắt khi một nhà lãnh đạo của một quốc gia nào đó bị buộc thôi nhiệm sở. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông đã phản đối các cuộc cách mạng màu ở một số quốc gia hậu Xô Viết, cách mạng Hoa Hồng năm 2003 ở Georgia, cách mạng Cam 2004 ở Ukraine, và cách mạng hoa tulip năm 2005 ở Kyrgyzstan. Ông lên án việc lật đổ Saddam Hussein ở Iraq, Hosni Mubarak ở Ai Cập và Muammar al-Gaddafi ở Libya.
Nếu ta nhìn vào gốc gác của ông thì sẽ dễ dàng hiểu được những hành động này. Cuộc cách mạng đầu tiên mà Putin trải qua là một cuộc sang chấn mà ông không bao giờ quên. Sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989 và sự tan rã của chế độ Cộng sản ở Đông Đức. Chuyện xảy ra khi ông đang là một đặc nhiệm KGB bí mật. Lúc đó Putin và cộng sự của ông bị bỏ mặc khi những người Đông Đức giận dữ, đe dọa xông vào văn phòng của họ. Putin kể lại rằng văn phòng của ông phải đốt giấy tờ suốt ngày đêm, trong khi họ chờ đợi sự giúp đỡ. Chúng tôi không thể làm gì nếu không có mệnh lệnh từ Moscow và Moscow im lặng. Cuộc cách mạng ở Đông Đức dù gây sốc đối với Putin tới đầu, hóa ra cũng chỉ là khúc dạo đầu cho những gì ông vẫn coi là thảm họa lớn hơn. Đó là sự sụp đổ và tan rã của chính Liên Xô. Năm 1991, đây là thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời của Putin. Bi kịch và hậu quả của nó khiến ông quyết tâm phải đảo ngược tình thế. Putin từ một người vô danh trở thành Tổng thống Nga trong vòng chưa đầy một thập niên sau đó. Lên đến đỉnh cao của Điện Kremlin vào đêm giao thừa năm 1999 với tư cách là người kế nhiệm do chính Boris Yeltsin tự tay lựa chọn. Yeltsin đã mang lại nền dân chủ cho nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng cũng khiến đất nước của ông rơi vào khủng hoảng kinh tế. Sự tràn lan xã hội đen và việc bán rẻ tài sản nhà nước cho những quan chức cộng sản trở thành tư bản. Putin đến Moscow vào một thời điểm không thể thuận lợi hơn. Chỉ trong một vài năm đã từ một người không ai biết đến trở thành người đứng đầu cơ quan thừa kế KGB thời hậu Xô Viết, được gọi là cơ quan an ninh liên bang. Từ vị trí đó, ông được bổ nhiệm làm thủ tướng, là một trong những phụ tá trẻ có thể thay thế của Yeltsin. Nhưng mà hiện kiểu cứng rắn của Putin đã làm thay đổi nền chính trị Nga và các cố vấn của Yeltsin quyết định rằng cựu sĩ quan KGB này là kiểu người trung thành có thể bảo vệ họ. Vào tháng 3 năm 2000, Putin đã giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống của mình. Những cuộc bầu cử sau đó không có sự cạnh tranh thực thụ nào và Putin không bao giờ cảm thấy bị bắt buộc phải đưa ra một chương trình tranh cử hay một cương lĩnh chính sách. Năm 2004, ông cũng bắt Mikhail Khodorkovsky, người giàu nhất nước Nga, và tịch thu công ty dầu khí của ông ta trong một vụ truy tố chính trị nhằm mục đích khiến những tài phiệt giàu có ăn cướp tài sản công phải xa lưới. Ông tuyên bố sẽ mang lại cho nước Nga sự tự tin, khả năng tự cung tự cấp và một cuộc sống ổn định, bình thường, an toàn và có thể đoán trước được. Không phải là một cuộc sống tốt đẹp hay thậm chí là một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải là một sự thống trị thế giới hay bất cứ điều gì quá vĩ đại, mà chỉ là một nước Nga đáng tin cậy, vững chắc, nguyên vẹn. Người ngoài luôn đánh giá nước Nga theo quan điểm của họ, và người Mỹ đặc biệt chủ quan khi đánh giá các quốc gia khác. Mỹ đã không nhìn nhận Putin một cách nghiêm túc cho đến khi quá muộn. Họ cho rằng những gì Putin đang làm không quan trọng lắm, vì Nga chỉ là một cường quốc trong khu vực, chứ không phải của thế giới. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ đã quen với ý tưởng coi mình là siêu cường duy nhất và là siêu cường đạo đức của thế giới. Khi Putin lên nắm quyền, dường như thế giới đã đi theo hướng ngược lại. Putin phải là một ngoại lệ. Giờ đây, tỷ lệ người Nga ủng hộ ông Putin đã tăng lên đến 83%, một con số đáng sợ. Có lẽ Mỹ đã học được bài học khi đánh giá sai về Putin, một Peter đại đế của nước Nga thời hiện đại. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình.